Good morning, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày thứ 12 của đi du lịch Canada. Thì ngày mai là bắt đầu mình phải thức sớm ra phi trường trả xe, rồi lên máy bay bay về San Jose. Thì chuyến bay sẽ đi hai cái chỗ ngừng, một chỗ là ở Vancouver, một chỗ nữa là xuống tới Los Angeles, LAX, rồi mới bay ngược về San Jose. Well, lý do là tại vì mình book vé đó, khi mà mình chọn cái giá vừa phải đó, thì thường thường họ họ book cho mình những cái flight nào nó thuận tiện, phải không? Tại vì không có máy bay thẳng từ cái chuyến bay đó, nó không có chuyến bay thẳng từ Vancouver tới San Jose mà nó bay tới Los Angeles. Thì Los Angeles nó có chuyến bay thường xuyên về San Jose, cho nên nó tiện hơn. Vậy là cho nên hãng máy bay nó sẽ cho mình như vậy. Thì mình muốn rẻ tí thì mình phải chịu thôi. Bởi nói khi mà có tiền đi du lịch đó, sướng. Mình nhìn cái nào mà đường đi thẳng đỡ mất công. Tại vì nói thật ra thì đi qua những cái phi trường bây giờ nó mệt mỏi lắm, nó stress, nó qua security, là qua an ninh rồi này nọ. Nhiều khi các bạn coi những cái show ở gọi là thì reality show airport đó, là họ hành khách nổi nóng rồi quýnh chửi nhau rồi bị cảnh sát giải quyết đủ thứ chuyện hết. Chưa đến nói đến vấn đề là hành lý mình để nhiều khi bị security nó xét đi xét lại rồi nó lục tới lục lui nữa. Cái này hầu thì đi chơi khoảng tuần là mình thấy mệt mỏi rồi, muốn về nhà lắm. Nhất là đi cái kiểu phải quản lý gia đình hay là đi theo gia đình này nọ rồi mệt lắm, tại vì mình không có được theo ý mình. Những cái chuyến đi Việt Nam mình đi 3 tuần là dài lâu nhất á, mà thấy cũng khoảng tuần thứ hai bắt đầu nhớ nhà rồi, tại tiền bill chưa có trả, phải sắp sẽ bill tới. Trong mỗi tháng mình phải trả tiền bill đó, mình take care cái tiền bill trong tháng, nhưng mà đến mình đi hơn 2 tháng thì mình phải sắp xếp trước nữa, mình phải làm sao chứ. Cho nên là lo cái này lo cái nọ. Đến 2 tuần là bắt đầu muốn về nhà rồi. Đa số như vậy, tại mình vậy đó, không biết sao. Các bạn thì sao thì mình không biết. Nhiều người người ta không có gì hết, giải quyết những cái tiền bill, những cái tiền này nọ, không có vướng bận gì đó thì có thể họ đi lâu dài được. Cho nên chuyến đi này mình cũng suy nghĩ lại, nếu như mai mốt mà có đi lâu dài thì chắc phải cắt hết tất cả những cái bill, không còn gì hết hết trơn. Trời, không còn dính líu nhà cửa, không có rental, không có gì hết thì mới thoải mái mà đi. Hôm nay thì chắc ở nhà nghỉ mệt, xong rồi nấu nướng cũng không dám nấu nữa, tại mất công mình phải rửa chén rửa bát gì lục trung. Rồi khoảng tối thì gom đồ lại thảy vô vali trước, chừa ra một cái bộ quần áo đang sáng thay ra rồi đi phi trường thôi. Tại vì nghỉ 5:30-6 giờ sáng là phải đi, bắt đầu đi ra phi trường rồi. Tới đó mình phải trả xe rồi làm thủ tục vô trong đó, thì vô mình muốn vào sớm sớm chút cho nó thoải mái, thì qua khỏi cái security thì thấy vui rồi, thấy bớt mệt rồi. Ngồi chờ thôi, cái chờ đợi nó cũng cũng quái lắm. Anyway, cái dự định hôm nay là như vậy đó. Ở nhà relax, có thể chạy ra ăn trưa rồi ăn tối rồi xong. Tạm chào các bạn. Mình rất là thích ở cái Airbnb như vậy. Cái trải nghiệm đầu tiên mình mới đầu mình coi người ta nói mướn Airbnb rồi những cái chuyện không tốt xảy ra, giống như họ gắn camera giấu kín ở trong đâu rồi họ rình mình. Rồi nào là khi mà mình kêu xe đi về thì hàng xóm lại gọi cảnh sát, nói nhà có người nào lạ tới tới đây. Ba nữa là nhiều khi nó kỳ thị,
những cái nhà mấy mấy dân trắng đó, nó thấy Á Đông Mỹ Đen rồi gì đó, có một trường hợp Á Đông đến thì họ họ tự nhiên đến nhà xong họ quỷ, không cho ra, không cho vô. Nhưng mà cái nhà này mướn rất là tốt, mình đến là mình cho nó, họ cho mình cái số, mình bấm cửa vô thôi, sạch sẽ, máy lạnh on tốt. Giờ mình đang ăn sáng nè, rồi chẳng những cái thế mà những cái có cà phê sẵn cho mình, cà phê tự làm này, nó trong cà phê trong cái bọc này, bỏ trong cái máy, nhấn xuống cái đổ nước vô là 5 phút sau có ly cà phê uống, rất tiện. Con trai rất thích, nó uống cà phê lúc này, nó cũng uống cà phê dữ lắm, nên sáng nào nó cũng làm ly cà phê, nó ngồi nhâm nhi giống như ông già. Mình đang ăn bánh mì với jam, là dâu mứt á. Blackberry ngọt ngọt, ăn chút xíu vậy á, không chép nha, không chép, không có chép nhiều. Mình thích nhà giữ sạch sẽ như vậy nè, nhưng mà ví dụ như mình là chủ nhà ở một mình á, mà mình muốn giữ cái nhà sạch như vậy mệt lắm. Một là phải ngăn nắp, hai nữa là đừng có bừa bãi, nghĩa là mình làm gì xong là mình quăng thùng rác, mình phải gom nó lại liền, tại vì để một ngày hai ngày ba ngày là nó bắt đầu nó bừa bãi tùm lum, cái lười biếng nó tùm lum tà lá nè. Kinh nghiệm hồi xưa nhà mình nó trong tuần bốn bốn ngày là mình ở một mình, xong rồi đến cuối tuần thì con cái nó mới về nhà. Hai cái phòng kia mình có nhà có ba phòng, hai phòng kia coi như đóng cửa không ai ở, cái bụi đóng luôn. Rồi tự ở dưới lầu nhà bếp, phòng khách, dining room với phòng ngủ master bedroom của mình, có vậy thôi mà clean hoài mệt lắm. Nhiều khi đi làm về rồi cứ để đó, ơi để lấy đồ ăn xong cái dĩa để đó, rồi cái này quăng kia quăng nọ, chừng ba bốn ngày sau là nó bừa bãi tùm lum hết rồi. Cuối tuần hứng thì mình clean up nó lại, lấy giữ cái nhà sạch sẽ mà lắm các bạn. Mình cũng hiểu nhiều nhiều người họ tính kỹ sạch sẽ thì họ giữ nó dữ lắm, nhưng mà mình thấy đến nhà Việt Nam ở bên Mỹ đa số cũng hay bừa bãi lắm, tại vì ở hơi khá đông, rồi lại không có theo cái lối Tây mà cái kiểu mà dạch sạch sẽ rồi nấu ăn thì cái mùi ăn nó cứ bốc 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 trong nhà, cho nên mà về vô nhà cái mùi nó làm sao, nó không phải nó thúi mà nó tanh tanh, nó mùi thức ăn khó chịu lắm. Nhà bên đây nó rất là kín để mà mình sưởi đồ đó, là mở máy lạnh gì đó nó không có tốn. Chứ còn thí dụ như nhà mà nó trống lỏng mở máy lạnh thì máy lạnh nó bay ra ngoài hết rồi, cho nên nấu ăn mà không có mở cửa để mà cho nó thoáng ra, hoặc là hút cái hút lên nó cũng không không cách nào sạch hết, nhất là mình kho thịt hay là chiên cá làm gì đó. Cho nên đa số nhà Việt Nam mình cũng thông cảm, nhưng mà tại vì mình hồi đó mình ít nấu ăn, tới nhà mình thì bước vô nó thoải mái hơn. Có nhiều nhà Việt Nam mình đến chơi bước vô một cái mùi nó thức ăn nó nồng lên, nó khó khó chịu sao. Đang coi stock ở đây 9:30 stock mất, cái nó mới mở ở bên tận Cali mình 6 sáng mới thức dậy rồi. Và vậy nếu như mà ở đây mà sống thì ngủ cho đã, tới 9:30 mới mới bắt đầu canh 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 me. Về chắc mình coi cho vui thôi chứ không không buôn bán gì ở đây đâu. Khi nào về thoải mái rồi mới mới mua bán stock sao, đi chơi mà. Rồi, ăn sáng xong rồi
chờ mấy đứa thức dậy coi nó đi ăn. Trải nghiệm sống 5-6 ngày ở đây là mình nhớ cái nhà cũ của mình rồi đó. Có nhà riêng mình cảm thấy thấy vui hơn, tại vì mình mặc dù mình chưa có phải là chủ của căn nhà, tại mình thường mua là mình mượn tiền nhà băng, thì nhà băng khi mà mình trả hết thì mới là nhà của mình chính thức 100%, đúng không? Nhưng mà ít ra mình muốn làm gì nhà làm. Nhiều người ở Việt Nam hiểu lầm, nghĩ nói à, cái nhà giá trị 1 triệu mấy, trời ơi, vậy là triệu phú rồi. No. Cái nhà có thể mua hồi hồi 600 ngàn ví dụ vậy đó, rồi mình chỉ down có 20% thì là 200 ngàn thì trả góp, thì đến lúc mà cái giá trị của căn nhà lúc đó đó, ví dụ như 2 năm sau nhà lên 800 ngàn đi, ví dụ, hay là hiện tại nhà khoảng tròn 1 triệu đi, thì coi như là lời cái appreciation nó lên 400 ngàn, nghĩa là tiền lời 400 ngàn, còn cái tiền trả góp thì nó vẫn vô trong đó đó. Nếu như mình bán đi thì nhà băng nó sẽ giải quyết những cái tiền nợ, tiền này tiền nọ tiền phi nọ, rồi cái tiền dư lại là mới là của mình. Thì nếu như mà cái nhà nó lên giá như vậy thì có thể là lời tới 400%, 400 ngàn chứ, thì từ 600 ngàn lên 1 triệu. Nếu như mình ở nhà theo luật Cali, mà nếu như mình ở với nhà đó trên 1 năm hay 3 năm qua, là coi như là cái nhà ở của mình á, mình bán đi thì không có bị thuế, không có bị lấy thuế của cái tiền lời đó. Mà nếu như cái nhà đó mình cho mướn, mình mua để mình làm cho người ta mướn á, mà mình bán đi á, thì mình phải đóng thuế. Nếu lời theo cái kiểu này mình thì chắc không khó thế nào mua nhà được luôn, trừ khi nào trúng số thôi. Vậy mình đã quyết định hưu rồi. Bán hưu cho nên mình, mặc dù có hưu thật ra đi nữa, đến đến lúc mình được nhận tiền gọi là tiền già đó, tiền social security thì cũng đâu bao nhiêu đâu, chỉ để đủ mà sống trang trải, là có thể phải phải làm cái gì thêm để mới có tiền mướn nhà, phải không? Cho nên cái chuyện mua nhà nó rất là khó, nhất là ở Cali. Mua mấy cái chỗ khác như ở đây rẻ rẻ chứ mà cũng cũng khó là khó mà mình giữ cái nhà được lắm, tại vì thuế tiền đi tiền, rồi chẳng lẽ tiền tiền đi qua đi lại là không tính sao, cũng tốn cộng vô cái tiền mình phải xài với máy bay mỗi năm bay qua bay lại, rồi chuyện trục trặc là phải bay về giải quyết, thí dụ ai không biết chữ chuyện gì đó rồi phải về giải quyết. Anyway, lãm nhảm bữa nay không có gì làm á các bạn, ngồi ăn sáng tán dóc với các bạn một chút thôi. À, cà phê thì cái máy này mình chọn cái cà phê mình thích, thấy không? Có nhiều loại, cái loại này thấy mình uống cũng được, cũng không đến nỗi tệ. Đa số cà phê Mỹ nó nhạt nhạt vậy. Này cà phê Canada. Colombian, cà phê của Colombia. Nhưng mà nó nhập cảng vô Quebec. Anyway, thì như vậy đó, hôm nay chẳng có gì vui, chẳng có gì buồn. Relax, chẳng giữ cái sức, đằng mai đi máy bay. Bay đến sáng, máy bay bắt đầu bay là 9 giờ đến, mà về tới Cali tới 11 giờ khuya nó mới về tới luôn. Tại vì mất khách 3 tiếng đồng hồ. Ghen được 3 tiếng đồng hồ chứ, tại vì 9 giờ ở đây là coi như là 12 giờ bên Cali. Từ bắt đầu máy bay coi như là 12, 6 tiếng.
Gần 11, 12 tiếng hồ qua đi. Nếu vậy nó cũng mệt lắm các bạn. Thôi, mình ăn sáng xong rồi lo công chuyện chút. Cảm ơn các bạn nha, đã xem mình tán dóc. Bye bye.